Chào các bác đang theo dõi kênh Thanh Tùng Solar. Sáng nay thì có 3 bác khách rất là nhiệt tình đi quãng đường xa tới 100 km qua bên em giao lưu và mua hàng. Chính vì các bác ở rất là xa nên là em đã bỏ ra test và hướng dẫn các bác cách setup các cái thông số. Bác khách thì có mua chọn một combo gồm một máy biến tần áp cao của Cetec công suất là 3500W 24V và một hệ lưu trữ 24V 60A. Và bên em cũng đang test cho các bác. Các bác cũng đang theo dõi kênh YouTube của em. Và hôm vừa rồi thấy hàng về, bác đã hẹn sáng chủ nhật được nghỉ qua giao lưu và mua hàng. Em cũng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Hàng bên em thì luôn sẵn kho, đầy đủ pin mặt trời, biến tần các loại và vật tư. Để các bác tới trực tiếp cửa hàng mua thì bên em luôn luôn có giá tốt nhất. Rất cảm ơn các bác đã tin tưởng ủng hộ